Hello, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boy King TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá trị thiên cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì thường hàng ngày kênh của Boy King TV sẽ quay và cập nhật giá trị thiên và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá cả ở Cồn Chông Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp các bạn. Thì do tình hình ở đây của em thì nói chung là cũng nhổ bỏ hết rồi các bạn. Thì em sẽ điện hỏi thương lái những dừa ở đây và báo giá cho quý anh chị và các bạn xem cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá cả ở tại dừa thu mua ở đây các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt hay là có quan tâm đến giá ớt hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất của tình giá ớt chị Thiên trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng, có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá ớt chỉ thiên hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2021 các bạn. Thì giá ớt hôm nay nhóm tăng nhẹ so với những ngày trước các bạn. Thì giá dao động tầm khoảng từ 20 đến 34 ngàn đồng trên ký, 20 đến 34 ngàn đồng trên ký các bạn. Đối với mà bẻ bông á, bẻ bông mới bẻ các bạn, mới bẻ một lứa đầu, lứa thứ hai á, thì giá dao động tầm khoảng từ 30 đến 34 ngàn đồng trên ký các bạn. Còn đối với ớt cổ 1, cổ 2 thì giá dao động tầm khoảng từ 24 đến 29 ngàn đồng trên ký các bạn. Còn đối với ớt mà lên đọt, hàng lên đọt á, hàng cổ 3 các bạn, giá dao động tầm khoảng từ 20 đến 24 ngàn đồng trên ký. Còn ớt khô thì giá dao động tầm khoảng từ 60 đến 65 đến 69 ngàn đồng trên ký các bạn. Thì thương lái ở đây chỉ cho giá em và em báo cho và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Thì quý anh chị và các bạn nào chỉ tham khảo giá cả ở đây thôi nha. Thì giá nó có thể chênh lệch so với một số vùng, số nơi như quý anh chị và các bạn đang thu hái không chừng. Thì em chỉ vào điện hỏi giá và báo giá để cho quý anh chị và các bạn tham khảo thôi. Thì giá cả có thể cũng tùy từng loại ớt, từng được hái, từng lứa hái mà thương lái mua với giá cả khác nhau nha các bạn. Tùy từng khu vực thì ớt tốt xấu, ớt tốt xấu mà trái lớn trái nhỏ thì thương lái mua có giá cả khác nhau. Thì nếu mà kênh có cập nhật giá có sai sót hay là có gì thì quý anh chị cũng thông cảm bỏ qua cho kênh của Boykin TV các bạn. Cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và chúc tất cả các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Chào tất cả các bạn.